Raise your hand and open your heart and your mind and praise God this afternoon. Amen. And I sense the presence of God this afternoon strong in my heart. Và tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa một cách mạnh mẽ trong lòng của tôi ngay giờ này. And I believe the Lord has a word for you today. Và tôi tin rằng Chúa có một cái sứ điệp cho ông bà anh chị em hôm nay. The word of the Lord is keep going forward. Lời của Chúa là hãy tiến bước. Keep going forward. Hallelujah. Hãy cứ tiến bước. The day of Pentecost, the Holy Spirit came down because the Lord wanted the church to go forward. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng xuống để cho hội thánh tiến bước. Don't look your age. Don't look your sickness. Don't look your inabilities. Don't look what you cannot do, but look to God that He's pushing you and pulling you forward. Hallelujah. Đừng nhìn vào tình cảnh bệnh tật của chúng ta, tuổi tác của chúng ta, bất cứ điều gì, nhưng mà hãy nhớ rằng lời của Chúa, lời phán của Chúa. You know, sometimes we feel our feet are too weak to stand. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy rằng cái chân của chúng ta nó quá yếu để mà có thể dựng cho chúng ta đứng được. We feel that we are too old. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá già. We feel that we are too incapable. Và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có khả năng để làm điều gì cả. We don't know enough. Và hay là chúng ta có thiếu cái kiến thức. You know, we cannot do too much. Hay là chúng ta không có thể mà có sức để mà làm được nhiều điều. When God called Jeremiah, he said, I'm a child. Who's going to believe me? Và khi mà Chúa phán với tiên tri Jeremy thì Jeremy nói rằng tôi là đứa trẻ, tôi có thể làm được điều gì? And God said, you will speak what I say to you. Hallelujah. Và Chúa phán với ông rằng là ngươi hãy công bố những điều gì ta phán với các ngươi. Don't feel because you are a woman or a child or young in age, God cannot use you for His kingdom. Vì thế đừng có nghĩ rằng mình là phụ nữ, là còn trẻ, còn thiếu bất cứ điều gì, nhưng mà Chúa muốn dùng ông bà chị em, Chúa sẽ dùng. And I believe the Lord wants you to go forward. Tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta tiến tới. As individuals, là một cá nhân. As a family unit, như là một gia đình. And as a church unit, hallelujah. Và của một cái đoàn thể hội thánh ở đây. We experience many things in our lives that they are negative. Chúng ta kinh nghiệm những điều trong cuộc đời chúng ta rất là bi quan, phải không? We live in a sinful world. Chúng ta sống ở trong một cái thế giới đầy tội lỗi. We see failure one side, failure to the other side. Chúng ta nhìn bên trái bên phải đều thấy những người thất bại. We see wars going around the globe. Chúng ta thấy chiến tranh ở khắp mọi nơi. But God wants you to go forward. Hallelujah. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tiến tới. Amen. And He gave us the principle. Và Ngài ban chúng ta một công thức.
Your group sang it, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Và nguyên tắc của Ngài là nhưng trước hết hãy tìm kiếm Chúa vương quốc của Ngài và mọi sự khác sẽ được thêm vào. Don't think what you don't have. Đừng nghĩ những điều thiếu thốn của chúng ta. But think who you have in your life. Nhưng mà hãy nghĩ rằng đấng ở trong chúng ta là ai? Because you and God, you are the majority. Hallelujah. Bởi vì chúng ta Hallelujah. Và Chúa là chúng ta là số đông rồi đó. There is a song we sing and I'm sure you sing it. Let the weak say I am strong. Hallelujah. Chúng ta đã có bài hát mà chúng ta thường hát là những kẻ yếu đuối hãy hát mình mà là mạnh mẽ. I feel so many times weak that I am weak. Và nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta yếu thì chúng ta yếu. Incapable. Chúng ta cảm thấy không có khả năng. But when you have the Lord, anything can be done. Hallelujah. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. It is not by might, it is not by strength, it is not by power, but it is by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Ấy không phải bởi quyền thế, nhân lực, Hallelujah. Nhưng mà bởi quyền năng của Đức Giê-hô-va phán vậy. We experience sometimes diseases, sicknesses, failures, you know, disappointments in our lives. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy là có những bệnh tật, những dịch hạch và những cái sự thất bại, chúng ta cảm thấy trùng xuống phải không? And God comes in the picture and we feel so naked. Và khi mà Chúa bước vào thì giống như chúng ta cảm thấy chúng ta là không có gì cả. We feel like we are a failure. Chúng ta cảm thấy rất là thất bại. And God has a word to say. Nhưng mà Chúa có cái lời cho so chúng ta. So I want us to read Joshua chapter 3. Vì thế tôi sẽ bắt đầu Joshua đoạn 3 from chapter 3 verses 1 to 7. You read the brother for the sake of time. Joshua đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Bởi vì thời hạn vì thế tôi sẽ đọc tiếng Việt thôi. Từ Sittim Joshua dậy sớm đi cùng dân Israel đến sông Giô-đanh và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, những người lãnh đạo đi khắp đại quân truyền lệnh cho dân chúng rằng khi anh em thấy hồn giao ước của Jehovah Đức Chúa Trời, anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi không đi thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau đó. Tuy nhiên, giữa anh em và hồn giao ước phải cách nhau một khoảng 900 mét. Nhớ đến gần để anh em có thể biết đường mình đi vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ. Giô-sê nói với dân chúng, hãy thánh hóa chính mình vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Giô-sê nói với các thầy tế lễ, hãy khiêng hòm giao ước đi qua sông trước dân chúng. Vậy họ khiêng hòm giao ước và đi phía trước dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Giô-sê, hôm nay ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con như ta đã ở cùng với Môi-se vậy. Many times in our lives. Nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta, we get hurt from people. We get hurt from people. People chúng ta bị tổn thương bởi qua những người khác. And the hurt sometimes is so deep inside of us that we don't want to do anything. Và cái sự tổn thương nó quá sâu nhiệm đến nỗi mà chúng ta buông trôi không muốn làm gì hết. Maybe sometimes you lose a family person. Cũng có thể là chúng ta mất đi một người thân ở trong gia đình. And you feel empty inside of you because you lost a loved one. Và chúng ta cảm thấy trống vắng ở trong tấm lòng của chúng ta bởi vì chúng ta đã mất người thân thương đó. But God doesn't want you to be stationary. Nhưng mà Chúa thì không muốn chúng ta dậm chân tại chỗ. But he wants you to move forward in his kingdom. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta tiến tới ở trong vương quốc của Ngài. Even if you get hurt in life. Mặc dù chúng ta bị tổn thương trong cuộc đời chúng ta. He wants you to move the stakes. You know, stakes are when you put a tent, you have some wooden or steel pieces, you put on the ground and you pull the strings of the tent so the tent can stand out. Khi mà chúng ta dựng trại lều đó thì chúng ta cần những cái đinh để mà giữ cái lều đó, nó cắm xuống gì đó, gió nó không có bay á. Thì Ngài muốn chúng ta dời những cái đinh đó ra khỏi. So pull those stakes out and move forward. Vì thế nên hãy dời những cái đinh đó và chúng ta tiến tới. Sometimes we get angry, we have anger inside of us. Nhiều lúc chúng ta, trong lòng chúng ta đầy sự tức giận. Pull those stakes out of anger and move forward in the kingdom of God. Phải kéo những cái đinh đó ra và hãy tiến tới. Sometimes we get depressed in our walk with the Lord. Nhiều lúc chúng ta sờn não ở trong chúng ta và chúng ta cần phải tiến tới luôn. You know who got depressed in the Bible who wanted to die?
Chúng ta có biết người nào ở trong Kinh Thánh mà đầy sự đó là ông tiên tri Eli đó. He wanted to die. Ông tiên tri không ước gì ngoài ra là muốn chết hết. Sometimes I got depressed myself. Ngay cả chính tôi nhiều lúc tôi cũng sờn não. And what you, the depressed people, they say, "Come, Lord, take us home." Và những người sờn não thường hay nói là, "Chúa ơi, đến và cứu con, dẫn con lên đền thiên đàng, đem con về thiên đàng, Chúa ơi." Well, the Lord was going to come. He's going to come on time for you and for me. Dĩ nhiên là Chúa sẽ trở lại và đúng giờ đúng lúc cho tất cả chúng ta. But God says, "Move forward." Nhưng mà Chúa muốn nói rằng là hãy tiến đi. Sometimes there is bitterness in our lives. Nhiều lúc có những sự cay đắng ở trong chúng ta. God says, "Pull the stakes of bitterness and move forward in my kingdom." Hallelujah. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta gỡ cái đinh cay đắng đó ra và hãy tiến tới. And sometimes there is laziness. We don't want to do anything. We are lazy to work. God says, "Go forward." Hallelujah. Và nhiều lúc chúng ta lại lười biếng, không muốn đi tới, nhưng mà Chúa nói rằng hãy tiến tới. You know, sometimes we get so much satisfied with what we have, we don't want to move forward, but God says you need to move forward. Mà nhiều lúc chúng ta tự mãn ngủ yên trên chiến thắng, nhưng mà Chúa vẫn muốn chúng ta tiến tới. God is going to lead you to a journey in your life. Hallelujah. Chúa sẽ dẫn chúng ta vào một cái chuyến đi trong cuộc đời. He will take you out of the place of depression and he will bring you to a place of joy and fulfillment. Hallelujah. Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi những cái nơi sờn não để mà dẫn chúng ta đến một cái nơi rất vui mừng. And he's going to stretch you. Hallelujah. Và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. You see, in order for you to accept more for what the Lord has, he has to stretch you. Và chúng ta biết rằng là để mà chúng ta nhận được nêm thêm nhiều những điều mà Ngài muốn cho chúng ta thì Ngài phải căng chúng ta ra. You know, let me put it in different setting so you'll understand what I'm saying. Để tôi cắt nghĩa để cho ông bà nhà em hiểu hơn. How many mothers of you had a baby in your house? Bao nhiêu bà mẹ ở đây là có đem con về? Bao nhiêu người mẹ ở nơi đây? Yeah. You know, when you had a baby, what you did? What you did? You prepare the bed, you prepare the clothing for the baby, you prepare a room for your baby. Khi trước khi mà chúng ta cho đứa trẻ chào đời thì cái cha mẹ lúc nào cũng sửa soạn cái phòng, cái nôi cho cái đứa bé đó. When that baby grew up, wanted his own room, her own room. Và khi đứa trẻ đó lớn lên thì nó cũng muốn cái phòng riêng của nó. You didn't say I'm going to put the baby on the patio outside. Và chúng ta không có nói rằng là cho những cái nôi cái đứa trẻ ở ngoài đường. You provided the best you can for the health of the baby. Chúng ta muốn sửa soạn để cho đứa bé đó lớn lên được mạnh mẽ và khỏe mạnh. And what does God does? He stretches us out. Điều mà Chúa làm là Ngài như là Ngài căng chúng ta ra. Because when you stretched out, và khi mà chúng ta được căng ra đó, this is what happens. Your capacity is increasing. Hallelujah. Khi mà chúng ta được giãn ra đó, thì so cái khả năng để mà tiếp nhận chúng ta được nhiều hơn. So you can take more, you can accept more. Hallelujah. Để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn. God doesn't stress you out, you know, to hurt you. Chúa thì không có làm căng chúng ta, giãn chúng ta ra để mà chúng ta lại bị trong sự sợ hãi. But he wants to bless you more. Hallelujah. Nhưng mà Ngài muốn chúc phước chúng ta thêm hơn nữa. Amen. You know, he wants to enrich you more. Hallelujah. Và Ngài muốn thêm vào cuộc đời chúng ta nữa. Now, we come to the house of the Lord and there are three types of people in the church inside. Và trong nhà của Chúa thì có ba loại người. There are three types of people. Có ba loại người trong nhà. Number one, there, you know, there the people, you know, that they need the Lord, they don't know Jesus. Có ba hạng người ở trên thế gian này. Người thứ nhất là những người cần Chúa và họ không biết về phúc âm hơn Chúa. And there the people, you know, they need salvation. They need salvation. Và có những người và họ cần sự cứu rỗi của Chúa. And we pray for the salvation of these people. Và chúng ta cầu nguyện cho họ được sự cứu rỗi. And you know, and we are happy when God saves them. Và chúng ta rất là vui mừng khi mà Chúa cứu họ. Now there are people that they are saved, they found the Lord, but they are still in the desert. Và spiritual desert. Có một hàng người nữa là họ đã được cứu. Nhưng mà họ vẫn còn ở trong sa mạc. You know, the Israelites, they came out of Egypt, but they were in the desert for 40 years.
Chúng ta biết rằng là dân Israel đã ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập, nhưng mà họ ở trong cái sa mạc đó là 40 năm. Why they were there 40 years? Tại sao mà họ ở trong sa mạc 40 năm? You know, the whole trip was less than a month. Và chúng ta biết rằng là cái hành trình từ Ai Cập mà đi ngang qua sa mạc mà để đến đất hứa là chỉ có một tháng thôi. You see, they came out of Egypt, but Egypt never came out of their hearts. Chúng ta thấy rằng là họ đi ra khỏi Ai Cập, nhưng mà Ai Cập nó chưa ra khỏi trái tim của họ, tâm lòng của họ. I live with a Vietnamese family. Tôi hiện đang sống với một gia đình người Việt Nam. So last year, the only thing I heard from them saying is how they want to go back to Vietnam. Năm ngoái thì tôi nghe lời, một cái trò chuyện của họ, họ nói rằng họ muốn trở lại Việt Nam. And I can understand because they had a longing to go, they had family members, they had, you know, and they always talk about the food, they talk about how nice it is, how beautiful it is, you know. So I always listen to them. I don't know how Vietnam is, but I always listen to them. Và tôi hiểu tấm lòng của họ, bởi vì họ có bà con thân quyến ở Việt Nam. Ở Việt Nam đồ ăn ngon, và tôi hiểu được tấm lòng của họ muốn trở về Việt Nam. So few months later, và sau đó vài tháng, they went to visit over there. Họ trở về Việt Nam. Well, I believe whatever they said, you know, I believe because I haven't seen anything, you know. Tôi tin những điều họ nói, vậy tôi chưa thấy những điều gì họ thấy, nhưng mà tôi tin những điều họ nói. They said the food was more tasty, the fish was more tasty, everything was better. Khi họ ra về, họ nói rằng ở bên đó là rau cải, đồ ăn cá đều rất là ngon hơn. And they're supposed to stay there close to 2 months. Và đáng lẽ họ ở đằng đó là hơn 2 tháng đó. But they came earlier back. Nhưng mà họ trở về Mỹ là sớm hơn. So I said to them, how was it? Và tôi hỏi họ, ở Việt Nam, chuyến đi Việt Nam thế nào rồi? How did you like it? Ông bà em có thích không? And they said, the first thing they said, it's not the same. Và câu đầu tiên mà họ nói rằng á, Việt Nam không phải như xưa nữa. I said, I don't know the difference because I was not there when you were there and I'm not there when you go back there. Và tôi nói họ, tôi cũng không biết cái gì hết, bây giờ tôi chưa bao giờ đi về Việt Nam. And they said few things that I really, even now, I have hard time understanding. Và họ nói vài câu nữa, nhưng mà tôi cũng rất khó mà hiểu họ. And the one is that, you know, I went to take a shower and I got poisoned. And I said, from the water? You know, I asked him, from the water? He said, yes, yes. Và họ nói rằng là tôi bị trúng độc á, thành ra tôi bị đau bụng và tôi mới hỏi rằng là có phải là vì nước hay không. Họ nói đúng vậy. And he said the water was infected and I didn't know it, you know. And he said, I said, is that water you buy or you went to a river or where, you know, I try to understand. Và họ nói rằng là tôi uống nước và tôi bị nước nó có nhiễm trùng á, vì thế nên tôi bị đau bụng. Và ông Tép mới hỏi rằng là bởi vì đi xuống sông uống hay là mua cái chai. And you know, I said, you know, I said the water comes to the house, you drink it, you know, and you take a shower, it's okay. Yeah. Và tôi nói rằng nếu mà nước mà từ trong Romine đó thì có thể là đâu có gì ha. And they said he was taking a shower and opened the mouth and gargled with the water in his mouth. Và cái người đó họ khi mà họ tắm thì nước ở trong cái xoa nó xuống thì họ miệng ra và họ uống nước trong đó. He got so dizzy. Và người đó cảm thấy là hơi chóng mặt. And he fell backwards in the shower inside. Và người đó té xuống ở trong phòng tắm. Hit the neck on the back of his head. Ở đằng sau đầu đụng vô cái tường. And he cut his tongue. Và cái răng lại cắn cái lưỡi luôn. And they had to rush him to the hospital to put 40 stitches on his tongue. Và người phải chở xe cấp cứu đến bệnh viện để mà 40 cái đường may. They said we didn't know that we don't supposed to drink the water from the faucet, we supposed to buy the water. Và họ nói rằng tôi không ngờ rằng là không nên mà uống nước ở trong cái bồn tắm ở trong, nhưng mà phải là mua chai bình nước. And I asked the question, will you go back to live there? Và tôi mới hỏi họ rằng quý vị có vẫn còn có tính ý định là sẽ về Việt Nam để ở đó đâu. And they both said no way.
Và họ nói rằng sẽ không bao giờ. We rather send them money to live there instead of us going there. Chúng ta thà rằng gửi tiền về Việt Nam chứ không bao giờ trở lại Việt Nam. God doesn't want you to go backwards. He wants to go forward. Hallelujah. Chúa không muốn chúng ta lùi lại nhưng mà tiến tới. Amen. The Israelites they came out of Egypt, but Egypt cannot come out of them. Những người Israel họ đã ra khỏi nhà nô lệ Egypto nhưng Egypto lại không ra khỏi cái trái tim của họ. This is what they saw in the desert, all the provisions of God. Và ở trong sa mạc thì họ chứng kiến những sự tiếp trợ của Chúa. They saw the food that God provided from them. Chúa đã ban cho họ đồ ăn. They saw the miracles that God had done for them. Trong sa mạc họ chứng kiến phép lạ của Chúa. And this is what Joshua told them in verse 5. Prepare your hearts, check your heart, prepare yourselves. Verse 5. Và đây là lời của ông Jose nói với dân sự là hãy thánh hóa chính mình. Dedicate yourself to the Lord. Hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa. Now in the chapter, the beginning of the chapter says Joshua got early in the morning. Và đầu của cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng ông Jose thức dậy sớm. Now in chapter 7 says he got early in the morning. Và cũng đoạn 7 chúng ta thấy rằng ông Jose thức dậy sớm. Let me make a suggestion. Tôi muốn nói ông bà cho em điều này. When you get up in the morning, first talk to God. Khi bắt đầu buổi sáng thì chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa. Have fellowship with him. Hãy có sự tương giao với Ngài. Before you say good morning to anyone, speak to the Lord. Hallelujah. Trước khi mà chúng ta chào buổi sáng với mọi người, chúng ta hãy đến với Chúa. Every morning I get up at 3 o'clock. This is my lifestyle. Đây là cách sống của tôi, là mỗi sáng lúc 3 giờ sáng. And every morning when I get up, you know, I was not a very early morning person, but I get up every morning and I say, Lord, I thank you for the night's rest. It's 3 o'clock in the morning. Mặc dù là tôi không phải là cái người mà thích thức dậy buổi sáng, nhưng mà mỗi sáng lúc 3 giờ tôi thức dậy và tôi nói là con cảm ơn Chúa vì một đêm qua. I have learned to talk to him. Hallelujah. Tôi đã học để mà trò chuyện với Ngài. Hallelujah. And the very first thing I say, I worship you, Lord. Hallelujah. Và câu đầu tiên mà tôi nói rằng lạy Chúa, con thờ phượng Ngài. I praise you and I thank you. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài, con cảm ơn Ngài. Because you are my life, you are everything to me. Hallelujah. Bởi vì Ngài là sự sống của con và Ngài là tất cả trong cuộc đời của con. I'm not complaining for the things I don't have, but I'm thankful for the blessings you have given to my life. Hallelujah. Con không có lầm bầm những điều mà con không có. Hallelujah. Nhưng mà con cảm ơn những điều mà Chúa đã ban cho. And there are people in the desert. They stay in the desert. I don't want to stay in the desert. I want to move into the promises of God. Hallelujah. Và có rất nhiều người ở trong cái hoang mạc bây giờ nói rằng tôi không muốn ở trong cái hoang mạc này, cái sa mạc này, nhưng mà con muốn vào cái nơi đất hứa của Chúa. There are people they came they taste the salvation of the Lord but they are still in the desert spiritually. Có rất nhiều người đã nếm trải sự cứu rỗi của Chúa nhưng mà họ vẫn ở trong sa mạc. And God had to wipe one generation. Even Moses was not able to enter the promised land. Và Chúa phải diệt cả một cái thế hệ mà ngay cả lãnh tụ Môi-se cũng không được vào đất hứa. There were only two people. Và chỉ có hai người thôi. It was Joshua. Đó là ông Jose and Caleb. Và ông Caleb. And do you know why? Và ông bà anh chị biết tại sao không? Because they had a different spirit. Bởi vì họ có một tâm trí khác. Let me ask you, do you have that different spirit in you? Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em là ông bà anh chị em có một cái tâm trí, tâm linh khác hay không? I want to have that spirit inside of my heart. Hallelujah. Tôi muốn có một cái tâm linh đó ở trong cái lòng Having tôi. Having a different spirit means, you know, you don't do what the world says to do. You do what God tells you to do. Cái tâm trí mà khác á, có nghĩa rằng là chúng ta không muốn làm, muốn nói những cái gì mà thế gian nói và làm. You see how God sees things. Chúng ta nhận biết cái điều mà Chúa làm. And God said, "Move forward." He said that with Moses. Và Chúa đã phán qua ông Môi-se rằng là hãy tiến tới. Now listen what Paul says in Philippians 3:13. Và chúng ta hãy nghe lời của sứ đồ Phao-lô phán ở trong Philip đoạn 3 câu 13. Forgetting these things which are behind.
Tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt rồi, nhưng tôi cứ làm một điều quên đi những gì ở đằng sau. And reaching forward to those things which are ahead. Hallelujah. Và vươn tới những gì ở đằng trước. How many of you believe that God has more things for your church? Ông bà anh em có tin rằng Chúa có nhiều điều để cho hội thánh chúng ta hay không? Tôi tin điều đó. Ông bà anh em có tin điều đó không? Amen. Hallelujah. Now let me. Hallelujah. Yes, give him the glory. He deserves all the glory. Yeah. Let me say these things. I pastored the church for about 11 years. Và tôi xin nói rằng là tôi đã từng là mục sư chủ tọa cho một cái hội thánh là 12-13 năm. And the church grew every year. Và hội thánh cứ tăng trưởng mỗi năm. And I said to the Lord, I don't know anything about. Và lại tôi đến với Chúa là lại Chúa con không biết nhiều điều. I feel like a child. Tôi cảm thấy rằng tôi như là con trẻ. And the first year the church grew 25%. Và cái năm đầu tiên thì hội thánh tăng trưởng lên 25%. The next year grew another 25%. Và năm kế tiếp thì thêm 25% nữa. And we came to we had two services Sunday morning because people they didn't feel fit in the church. Và ngày Chủ nhật thì chúng tôi phải có hai buổi nhóm bởi vì tất cả mà tín hữu mà đến một lượt thì không có chỗ. And I want you to know I take no credit for that. Và tôi muốn nói ông bà chị em rằng là tôi không có công gì trạng gì trong đó. The move of God's hand and God's spirit. Đó là công việc của tay của Chúa, của thần linh của Ngài. And every time I came to the pulpit I felt inadequate to speak the word of God. Và mỗi lần mà tôi bước lên bục giảng và cảm thấy là tôi thiếu thốn và để mà có lời của Chúa cho dân sự. Because I never wanted to become a pastor. Bởi vì tôi chưa bao giờ không có muốn làm mục sư. And I never wanted to be up in the pulpit. Và tôi cũng không muốn là bước lên cái bục giảng nữa. I wanted to become something different. Tôi muốn làm một điều gì đó. And I don't know if what you want to become, but I know one thing that when God calls you, it is very hard to resist the voice of the Lord. Tôi không biết rằng ông bà anh em mà Chúa đã kêu gọi để làm điều gì, nhưng mà khi mà Chúa đã kêu gọi á thì Ngài sẽ muốn chúng ta làm điều đó. And I pray the prayer that David says, I delight to do thy will, O God. Hallelujah. Tôi muốn cầu nguyện giống như vua David, đó là con rất khoái lạc ở trong sự hiện diện của Ngài. And I said, Lord, use me as you please. Và tôi nói là Chúa ơi, Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài cuộc đời con. And we had every night a service in the church. Và mỗi đêm chúng tôi có buổi nhóm ở trong nhà thờ. The only day I had free to think about myself was Saturday. Chỉ có một ngày mà riêng cho tôi là thứ bảy thôi. And I said, Lord, if you don't save people, I cannot save anyone. Và tôi cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa, nếu mà Chúa không cứu những người khác thì con không có khả năng để làm điều đó. And many people came through the church. Và có rất nhiều người đến với hội thánh. Some they had needs, some they were sick, some they came, I don't know why the reason they came, but I prayed for everyone. Và có rất nhiều người có rất nhiều nhu cầu, có bệnh tật và tôi đã cầu nguyện cho tất cả mọi người đó. If everyone had stayed in the church today will have 10,000 people. Và nếu mà cứ tiếp tục như thế thì cái hội thánh đó có thể lên đến 10,000 người tín hữu. But I said to the Lord, these are your people, they belong to you, they don't belong to me. Và tôi thưa với Chúa rằng là lạy Chúa, đây là dân sự của Ngài, đây dân sự này không phải thuộc về con. He said, you save them, you clean them, you fill them with your power, they are yours, Lord. Và tôi nói với Chúa rằng lạy Chúa, Ngài là đấng chuộc họ, Ngài Chúa đã rửa họ và đây là dân sự của Ngài. And the very first meeting I had with the deacons and the people that were responsible, they all quit. Và chuyện lạ đó là những ban chấp sự lại họ lại từ nhiệm. They said we quit, we resign. Họ nói là họ muốn xin nghỉ. Now I didn't say anything to them. Tôi không có nói điều gì hết cho họ. I didn't say to them you do a bad job. Tôi cũng không có phê bình rằng là quý vị không có làm công việc tốt. I was going to tell them they're doing a good job. Và tôi cũng tính nói họ là họ làm những công việc rất tốt. So they all left me. Và tất cả họ rời khỏi tôi. Yeah, I said to the Lord. Và tôi nói với Chúa. I said, Lord, this is your church. Tôi nói, Chúa ơi, đây là hội thánh của Ngài. Sometimes people they come and they go through a church. Và nhiều lúc người ta đến và người ta cũng đi. And I felt bad as a human being. Và là con người thì tôi cảm thấy rất buồn. And I started examining myself. Và tôi bắt đầu nhìn vào chính mình tôi. And I opened the word of God and I said, Lord, what do you want me to do? You want me to live? I will live. Và tôi mở cái thánh ra và nói, Chúa ơi, Ngài muốn con làm điều gì? Ngài muốn con sống thì con sẽ sống. And the Lord spoke to my heart. Và Chúa phán với tôi. And said, keep going on.
Hãy cứ tiếp tục. You see, sometimes God will remove people in order to make room for the people He wants to bring. Hallelujah. Chúng ta biết rằng là nhiều lúc Chúa muốn đẩy ra một số người để mà có một cái chỗ để đem những người mới tới. And it hurts us because some of these people, they are family people. Mà nhiều lúc chúng ta bị tổn thương là bởi vì những cái người mà đi ra là những người thân quyến ở trong gia đình chúng ta. It was family that I grew up together, we ate together, we played together, we prayed together, we did things in the church together. Có những người mà bà con thân quyến mà tôi đã từng sống với họ và khi trưởng thành á. And I cannot understand what God was doing. I said to the Lord, Lord, I will be faithful to what you call me. Và lúc đó thì tôi không hiểu điều gì Chúa đang làm, nhưng mà Chúa ơi, con muốn trung tín với Ngài. So I received a phone call. Và tôi nhận một cú điện thoại. It was from another church. Từ một cái hội thánh khác. The pastor was my friend. Và mục sư đó là bạn của tôi. It was not a Pentecostal church. Hội thánh đó, nhà thờ đó thì không phải là nhà thờ ngũ tuần. But the pastor was very open to this move of the Spirit. Nhưng mà ông mục sư đó rất cởi mở cho công việc của Đức Thánh Linh. So I went to his office to see him. Và tôi đến và gặp ông. He said, you know, he goes with my name Ted. He said, I want to tell you a few things. Và ông mục sư đó nói với ông rằng là tôi muốn nói ông một vài điều. I didn't know what you wanted to tell me. Tôi không biết là ông muốn nói tôi là điều gì. He said, my wife came and told me there is two families from your church coming to my church. Vợ của tôi nói rằng là có hai gia đình từ cái nhà thờ của ông đến với nhà thờ chúng tôi. And I said, hallelujah. Và tôi nói hallelujah. He said, do you want me to tell them to come back? Và ông sư đó mới nói rằng ông có muốn tôi nói họ trở về nhà thờ của ông không? I said, there are two things that make a pastor's heart happy. Tôi nói là có hai điều. Two things that make a pastor's heart happy. Và ông nói là có hai điều mà làm cho ông mục sư vui. He said, I never heard that. Tell me what. Happy, 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 vui. Yeah. I said, first the ones they come, and second the ones they leave. Có hai điều mà làm cho ông mục sư vui á. Thứ nhất là ông muốn người ta trở về, và thứ hai là muốn cho họ đi. And he started laughing. Và ông ta cười. He said, I never heard that before. Tôi không có cái điều đó. I said, if God moves people out of my church, that means God has something better for my church. Hallelujah. Và tôi nói rằng nếu mà Chúa muốn dời những cái gia đình đó ra khỏi nhà thờ thì Ngài muốn có điều gì đó. I said, I'm sorry they left, but you know, I want to move in the Spirit of God. Hallelujah. Tôi nói là rất tiếc rằng là họ rời khỏi hội thánh chúng tôi, nhưng mà tôi thì muốn tiến bước ở trong quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. You are in a honeymoon now with these people. Và tôi nói là bây giờ là ông có tuần trăng mật với những gia đình đó. But I said, be careful, be careful. Nhưng mà tôi nói là hãy cẩn thận. That's what I told him. Đó là điều tôi nói với quý vị. Well, I won't tell you the end of the story. It was a really sad story, but anyway. Dĩ nhiên là tôi không tiết lộ cho ông bà anh em những điều gì khác. Sometimes God moves out of our lives. Nhiều lúc Ngài dời những điều ra cuộc đời của chúng ta. So He can move what He has for our lives. Để mà Ngài Hallelujah. Đưa vào những điều gì mà Ngài muốn ở trong cuộc đời chúng ta. That can be friendships. Và cũng có thể đó là cái tình bạn, có thể là một cái mối tương giao nào đó. We belong to Him and He knows what is the best for us. Bởi vì chúng ta thuộc về Ngài và Ngài biết cái điều tốt nhất cho chúng ta. Hallelujah. And the word that I have in my heart for you as a church is you are going to go forward in the name of the Lord. Và lời của Chúa cho tôi, cho quý vị đó là Ngài muốn chúng ta hãy tiến bước. Now, I know the time is going to pass. I have only 1.5 minutes I see over there. And I want to close with this because I want us to pray. Và tôi biết thời gian là còn ngắn hạn, chỉ còn 1.5 phút thôi. Nhưng mà tôi muốn cầu nguyện. I believe. Tôi tin rằng. That your availability. Và nếu cái sự sẵn sàng của ông bà anh chị em. Gives God the opportunity. Sẽ để cho Chúa có một cái cơ hội. To do a miracle. Để làm một phép lạ. Now let me say it again. My availability gives God the opportunity to do a miracle. Một lần nữa tôi muốn nói rằng là cái sự mà sẵn sàng của tôi đó thì sẽ cho Chúa một cơ hội để làm phép lạ trong cuộc đời tôi. Now God doesn't look your age, your education, but God wants people that He can put His Spirit and use them for His kingdom. Hallelujah.
Chúa không muốn cất đi những cái kiến thức của cái khả năng của chúng ta, nhưng mà Ngài muốn xin bỏ thần linh của Ngài vào lòng chúng ta. Amen. Now, my question to you is, câu hỏi của tôi cho quý vị như thế này. How many of you are available to God? Bao nhiêu người? God can do a miracle. Bao nhiêu người ông bà cho em sẵn sàng cho công việc của Chúa để đem phép lạ đến? How many of you you say yes Lord, I want to be used for you the way you want, not the way I want. Trong vòng ông bà quý vị nơi đây có ai muốn nói lần lại Chúa, con muốn dâng cho Ngài sử dụng cuộc đời con? God is going to do a miracle. Hallelujah. Chúa sẽ đem phép lạ đến. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know God works with few people. Nhớ rằng là Chúa có thể dùng một thiểu số một ít người thôi. With 12 disciples, he shook the world around. Hallelujah. Chỉ có 12 môn đồ mà Ngài đã làm rung động cả thế giới. So God can use you for his kingdom and glory. Hallelujah. Vì thế nên Chúa có thể sử dụng ông bà anh chị em cho vương quốc của Ngài. Hallelujah. Don't let the enemy say you are unimportant. You are important for his kingdom. Đừng cho kẻ thù mà nói rằng là quý vị không có đáng kể gì khác. Quý vị là đáng kể cho vương quốc của Chúa. Và Chúa muốn sử dụng ông bà anh chị em cho vương quốc của Ngài. Amen. So tell the person next to you, you are important to God. Và vì thế nên quay qua những người bên cạnh và nói là quý vị là rất là quan trọng cho Chúa. Because John 3:16 says, for God so loved the world. Bởi vì Giăng đoạn 3:16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. You were part of the world and the person next to you was part of the world. Và những người kế bên chúng ta là những người ở trong thế gian này. He didn't say he was, you know, for God so loved the Greek people or the Spanish people or the American people. Chúa không có nói rằng là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương người Hy Lạp, người Mỹ và người châu Mỹ Latin. But he loved the world. Hallelujah. Nhưng mà Ngài yêu cả thế gian này. Hallelujah. Và chúng ta ở trong cái vương quốc của Ngài. Hallelujah. Vì thế nên Chúa muốn ông bà chị em hãy tiến tới. This is what Joshua said, sanctify yourself. Vì thế điều mà Giô-sê có nói rằng là hãy thánh hóa các người. Sanctify, not externally only, internally. Không phải là bề ngoài thôi nhưng mà bề trong luôn. Let your mind, your feelings, your emotions, your heart be ready for the Lord. Hãy để cho tâm trí, cảm xúc của chúng ta sửa soạn cho Chúa. Because he wants to sanctify you. Hallelujah. Bởi vì Chúa muốn thánh hóa chúng ta. Hallelujah. And when I pray to the Lord, I say, Lord, if there is anything in my life that doesn't belong to be there, I want it out. I don't want it there. Vì thế tôi cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, có những điều gì trong con mà Ngài không thích, Ngài không muốn thì con muốn những điều đó đi ra. When Joseph met his brothers and he was the second in command in Egypt, he said, you meant it for evil, but God used me to save your lives. Khi Joseph gặp các anh em của mình và Joseph mới nói rằng là mặc dầu các anh có ý ác nhưng mà Chúa lại có chương trình cho cuộc đời của tôi. So I'm going to ask you to stand all. Vì thế tôi mời ông bà anh em đứng lên. To stand. You know, how many of you are available to the Lord? This trong vòng ông bà anh em ai là sẵn sàng cho Chúa? How many of you have family members they don't know the Lord? Hallelujah. Trong ông bà anh em có những người nào có những người trong gia đình chưa biết Chúa? How many of you have maybe children they don't know the Lord? Hallelujah. Các bậc cha mẹ có những ai có những người con mà chưa biết Chúa? How many of you you know people that they need the Lord in their lives? Hallelujah. Chúng ta biết những ai cần Chúa trong cuộc đời của họ? I know there are a lot of Vietnamese people around here. Tôi biết rằng có rất nhiều người Việt Nam ở đây. That they need to hear the gospel. Và họ cần biết phúc âm của Ngài. And God is going to use you to be the proclamation of the gospel. Hallelujah. Và Chúa muốn dùng ông bọn em để công bố phúc âm của Ngài. Don't say you are weak and unable because he will enable you. Hallelujah. Đừng nói rằng con là yếu đuối và con không thể làm được điều gì hết, nhưng mà Chúa sẽ sử dụng ông bà anh chị em. He asked Moses, what do you have in your hand? Hallelujah. Chúa sẽ hỏi chúng ta là chúng ta có gì trong tay của chúng ta. I have a just a stick, he said. Hallelujah. Và ông Moses nói rằng tôi có một cái gậy. Whatever you have in your hand, God is going to take it, give it to him. Hallelujah. Điều gì mà chúng ta có trong tay của chúng ta, Chúa sẽ sử dụng. I want you to know that I'm available to God. Hallelujah. Tôi muốn ông hoàng gia mẹ thưa Chúa rằng con sẵn sàng cho Ngài.